Thảo, cả nhà thoát dịch bệnh tháng 3 năm Giáp Ngọ thời nhà Thanh, con trai của cố thành chú tại Thành Đông, huyện Vũ Tiến, tỉnh Giang Tô lấy Tiền Thị làm vợ. Có một lần, Tiền Thị về nhà cha mẹ đẻ. Không lâu quê chồng xuất hiện dịch bệnh, truyền nhiễm rất nhanh và rộng. Rất nhiều người chết, mọi người đều sợ bị truyền nhiễm. Đến cha mẹ cũng không dám qua hỏi thăm. Vợ chồng cố thành không may cũng mắc phải dịch bệnh trên. Sau đó con gái và cả nhà 8 người đều bị truyền nhiễm. Con dâu Tiền Thị tại quê ba mẹ đẻ nghe tin ba mẹ chồng đều bị mắc dịch bệnh, vội vàng trở về quê chồng thăm cha mẹ chồng. Cha mẹ đẻ cô sợ con gái đi rồi bị nhiễm bệnh, vì thế khuyên Tiền Thị không được về quê chồng. Nhưng Tiền Thị thấu hiểu đại nghĩa mà nói: chồng con lấy con về để con có thể phụ chồng chăm lo cho ba mẹ. Hiện giờ ba mẹ chồng con bị bệnh, làm sao con nhẫn tâm mà không quay về, như vậy khác gì cầm thú. Cuối cùng cha mẹ cô cũng không phản đối, để con trở về quê chồng. Khi Tiền Thị về đến nhà chồng, dịch bệnh của vợ chồng Cố Thành và cả nhà 8 người tự nhiên không chữa mà khỏi. Lúc đó mọi người đều cho rằng cả nhà Cố Thành có thể thoát chết khỏi dịch bệnh là do tấm lòng hiếu kính của Tiền Thị làm cảm động thần linh. Trong xã hội hiện đại, con gái biết hiếu thảo cha mẹ rất ít, mà hiếu kính với cha mẹ chồng lại càng ít thấy. Dù rằng bệnh dịch là sự truyền nhiễm của vi khuẩn, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do khả năng miễn dịch của cơ thể suy giảm. Chéo ngược, trường Đại học Michigan Mỹ tiến hành nghiên cứu điều tra theo dõi 2.700 người trong 14 năm, phát hiện những người thường làm việc thiện chức năng của hệ thống miễn dịch rất khỏe và mạnh. Nhà khoa học của trường Đại học Harvard Mỹ cho sinh viên xem một bộ phim ký sự. Nội dung kể về một phụ nữ Mỹ cả đời ở Kolkata, Ấn Độ cứu giúp người nghèo và người tàn tật. Việc làm của cô làm các sinh viên rất cảm động. Sau đó các nhà khoa học lấy nước bọt của mỗi sinh viên tiến hành kiểm tra. Họ phát hiện khả năng miễn dịch globulin A của học sinh so với trước khi xem phim tăng cao rõ rệt. Trong câu chuyện trên, vì tấm lòng vĩ đại, dũng cảm, hiếu nghĩa của Tiền Thị làm tăng cường sức đề kháng của cả nhà, thông qua quá trình phát ra dòng điện sinh học của con người, từ đó mà vi khuẩn bị tiêu diệt. Loại nhân quả này thực sự là rất phù hợp với nguyên lý khoa học. Ha ha ha,